Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh nha. Thì để lau sơn cái bàn cái. Hôm nay sẽ chơi thử ba băng trên bàn lý ha. Có khó gì không anh? Theo mình nghĩ thì chắc khó. Bởi vì ba băng là một nội dung khó trong bia nói chung rồi. Thử dài đường ha, thử dài đường cho tay chân người nó giãn gần những cốt. Các bạn thấy có gì đặc biệt trong cái video băng không? Đó là có một cái, đó là cái cầu tay của mình nó đối với bị chủ nó xa hơn rất là nhiều hơn. Nói chung là ở Việt Nam thì hiện tại những chơi thủ về bia lít thì đang chuyển về nội dung ba băng rất là nhiều ha. Video băng thì thật sự nó là nói chung là về nút số thì nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mà mình chơi lip á mà bắt đầu mà tập chơi ba băng á thì mình có một số cái mà những người họ chơi video ba băng từ đầu đó, họ sẽ không có được những cái đó. Ví dụ như những cái tình huống mà nói đơn cử như là những cái tình huống mà ba đông con đó, thì những người đánh liếp đó, thì thường thường họ đánh ba đông con rất là tốt. Bởi vì trong liếp thường thường gặp những tình huống ba đông con mà tiếp tục rồi đánh xoay góc này. Dạ,
tí. Nói chung là mỗi video thì mình làm nó đều có một cái mục đích rất là rõ ràng hết, chứ không phải là đánh chơi đâu. Nhưng mà để gặp những tình huống ba băng trong clip á thì mọi người cũng phải nên tập những tình huống ba băng ha. Thì nó là những cái tình huống mà khi mà gặp những tình huống rời mi và những tình huống khó thì chúng ta cũng phải nên tập. Hai băng rồi. Hiểu chưa ta? Sao nó vẫn bị thiếu nữa ta? Cái bàn này hấp tay của nó bị chai sao? Lộn chứ không phải là bị chai. Làm gì dở quá. Nói chung là ba con khó mọi người. Quá khó. Rồi, giáo luôn.
kiểu này phải khi thầy dạy ba băng thôi. Thiếu quà thôi. Rồi đây ha, ví dụ mình dịch giả sử cái trái ba băng như thế này mà người chơi ba băng phải tính được cái ca gie ha, cũng vẫn tính được ca gie để ví dụ như ca gie sẽ vào đây và qua đây ha. Đó, chứ còn nếu mà đánh mà hỏng như vậy là thường đá ha. Đó, thì nó sẽ đá thì họ quýnh kiểu bây giờ kiểu pha lê ha.
sai rồi. Họ sẽ tính cái kiểu gọi là cái đường mà gọi là cây gian nó phải không đá chứ đó ha, rồi sau là tính bộ số sau ha. Nói chung là bạn biết thấy đánh ba bằng cũng rất khó, bởi vì nói chung là dễ bị đá nhiều hơn, bởi vì cái bàn lít thì nó nhỏ mà, nó bằng nhỏ mà bàn nhỏ thì nó sẽ đá dễ bị đá nhiều hơn. Đó, clip lợi thế là khi chơi clip thì chuyển vào băng là thường mấy cái góc nhỏ này là mình đánh nó tốt hơn ha, quen. Qua dừng. Chứ lỗ trời không vui. Đè cái bàn rồi bấm đá. Đá bằng cái cày.
quen biết rồi. Cuốn sau khi ra clip á, quên quên để clip mà để clip á, nếu quý clip mà để gần như này mà quý ba băng á thường người ta để xa hơn. Cầu tay xa hơn. Xin điểm một cái.